Xin chào các bạn nha, các bạn đã quay trở lại với kênh top 5 của mình. Ngày hôm nay, thỏa theo yêu cầu của mọi người, mình sẽ quay trực tiếp một loạt Honda Vario phiên bản mới năm 2020, được sơn độ lại màu sắc cực đẹp nha các bạn nhá. Xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng đều có hết các bạn nhá, để các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Đặc biệt là các bạn nào ấy yêu thích các cái màu sắc xe theo phong thủy, các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Và những mẫu xe ngày hôm nay mình quay trực tiếp tại lý siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát với địa chỉ là Bình Thuận 2 này, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương các bạn nhé. Những bạn nào ở Bình Dương muốn mua những dòng xe này có thể đến trực tiếp đại lý này, hoặc một số các tỉnh thành lân cận ấy, thì các bạn có thể liên hệ với nhân viên của đại lý thông qua cái số điện thoại là 0937 438 101 hoặc 0356 806 537 cũng sẽ được tư vấn cụ thể và chi tiết. Và ở video ngày hôm nay ấy, thì thỏa theo yêu cầu của mọi người, mình sẽ quay cận cảnh tất cả những cái màu sắc hấp dẫn hiện nay đang có mặt ở đại lý. Kết hợp với đó, mình sẽ gửi đến các bạn nhé mức giá bán mới nhất trong ngày hôm nay luôn của những phiên bản được sơn độ lại cực kỳ đẹp này, và chương trình trả góp với lãi suất hấp dẫn mình cũng sẽ cung cấp cụ thể và gửi đến các bạn. Sau đây thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình nhé, mình sẽ điểm qua một số những cái màu sắc hiện nay đang được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Và mẫu xe này với một thiết kế rất là mạnh mẽ, thể thao, hầm hố cũng rất là đẹp các bạn nhá. Rồi, đầu tiên là cái phiên bản màu vàng các bạn đang theo dõi đây, nhìn rất là đẹp với hai chiếc, các bạn cùng theo dõi nhá. Thiết kế rất là đẹp luôn. Phiên bản màu hồng dành cho những bạn nữ luôn. Các bạn nữ có thể lựa chọn phiên bản màu hồng này, hoặc phiên bản màu xanh xi măng phía bên cạnh cũng rất là được các bạn nhá. Nhìn rất đẹp, màu hồng rất đẹp luôn, các bạn có thể theo dõi ở đây. Với một thiết kế nhìn nó mạnh mẽ nhưng lại nó phù hợp trung tính, nam nữ đều có thể đi được, kể cả những người trung tuổi đi mẫu xe này cũng rất là ok các bạn nhá. Nó được thừa hưởng thiết kế từ những mẫu xe từ những người đàn anh như là CBR 1000R. Nếu các bạn nào đã quan tâm những dòng xe đó, các bạn có thể thấy rõ rồi. Kết hợp với đó là dáng vẻ thể thao hơn, hầm hố hơn, hiện đại hơn như những mẫu xe của tương lai hiện nay. Nếu để so sánh với các cái mẫu xe hiện nay của Honda chính hãng trong nước ấy, thì mỗi mẫu xe đều có cho mình những nét thiết kế khác nhau. Tuy nhiên ấy, mẫu xe Honda Vario này đang được giới trẻ Việt Nam chúng ta đón nhận và lựa chọn khá là nhiều. Đặc biệt là những cái màu sắc được sơn đồ lại cực kỳ hấp dẫn đây. Đây, màu hồng cực đẹp luôn các bạn nhá, bóng bẩy, nhìn rất là ok luôn. Và hiện nay ấy, ở đại lý siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát ấy, đang bán các cái mẫu xe này với giá bán hiện tại là 52 triệu đồng chưa bao gồm đăng ký các bạn nhá. 52 triệu đồng cho phiên bản Honda Vario 150 năm 2020. Rất đẹp. Để các bạn có thể theo dõi, 52 triệu thôi cho một chiếc xe thì quá là ok rồi. Phiên bản màu xanh xi măng bóng ở đây cũng rất là đẹp luôn. Nhìn rất đẹp, lại còn ốp thêm như một số những cái phụ kiện làm cho chiếc xe trở nên là đẹp hơn, lại còn hầm hố hơn rất là nhiều. Ok mà các bạn. Các bạn nào quan tâm nhá, cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại. Mình sẽ để trực tiếp cái số điện thoại ở phần mô tả của video này. Hiện nay thì theo một số những cái thông số kỹ thuật trên mẫu xe này ấy, thì các bạn nào quan tâm có thể lên những trang web của Honda để theo dõi cụ thể chi tiết về chiều dài, chiều rộng, chiều cao cũng như là khoảng sáng gầm xe này, chiều cao yên xe. Chiều cao yên xe thì mình có thể nói qua một chút với các bạn luôn, là ở mức là 769mm các bạn nhá. Rất phù hợp với vóc dáng người Việt Nam chúng ta. Kết hợp với đó là trọng lượng xe rất là nhẹ luôn, chỉ 112kg. Đây là phiên bản màu cam bóng cũng rất là đẹp đây. Nhìn rất là ok các bạn. Rất nổi bật. Hiện nay những cái phiên bản màu sắc nổi bật ấn tượng ấy luôn được các bạn lựa chọn nhiều, bởi các bạn đi ngoài đường sẽ không bị đụng hàng bất kỳ một ai khác các bạn nhé. Rất ok, rất đẹp. Để các bạn có thể theo dõi nhá, tổng thể của xe luôn. Với khối động cơ là 150 phân khối này thì tạo ra một cái khối động cơ cũng mạnh mẽ này, xi lanh đơn 4 kỳ SOHC và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 các bạn nhé. Hoàn toàn phù hợp với điều kiện đường xá ở Việt Nam chúng ta, làm mát bằng dung dịch. Và phiên bản năm 2020 ấy, cho ra công suất lên tới là 13,1 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng trên phút nha. Mô men xoắn ở mức là 13,4 Nm tại 5.000 vòng trên phút. Còn đây là phiên bản màu xám nhám. Nhìn cũng rất là đẹp các bạn nhá. Những phiên bản màu nhám ấy thì được sơn lên khá là đẹp luôn. Nó mạnh mẽ, thể thao hơn rất là nhiều. Phiên bản bóng thì có những cái sự lựa chọn khác nhau. Các bạn nào thích lựa chọn phiên bản nào đều có hết. Giá chỉ 52 triệu đồng chưa bao gồm đăng ký. Các bạn có thể theo dõi ở đây cụ thể chi tiết các bạn nhé. Hiện tại thì phiên bản 150 thế hệ mới này ấy, theo những con số thống kê thì nó có cho ra cái mô men xoắn cũng như là cái công suất lớn hơn một chút so với những phiên bản tiền nhiệm trước đây. Kèm theo đó là những cái tiện ích như công nghệ idling Stop này, khởi động ACG vân vân. Còn đây là những phiên bản màu tím bóng cũng rất là đẹp. Kế bên kia là phiên bản màu đỏ nhám. Toàn phiên bản đẹp các bạn nhé. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh cụ thể và chi tiết. Mình quay rất là chi tiết cụ thể rồi để các bạn có thể tham khảo. được ốp lên những cái mạ chrome sáng bóng, đem lại một cảm giác là hiện đại hơn rất là nhiều. Có thể nói là với những cái màu sắc này chắc chắn các bạn sẽ luôn lưu ý, quan tâm và tìm mua mẫu xe Honda Vario. Rất ok mà các bạn. Có một phiên bản sử dụng màu xanh lá cây nữa các bạn nhé. Xanh lá cây bóng thì mình sẽ quay cụ thể cận cảnh ở phía bên kia để các bạn có thể theo dõi. Đây, các bạn có thể theo dõi đây. Cũng rất đẹp. Mỗi màu sắc đều có cho mình những cái nét độc đáo khác nhau. Như mình đã nói ở phần đầu video rồi, xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng. Đủ kiểu luôn. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn theo phong thủy của mình. 52 triệu đồng cho những cái mẫu xe Honda Vario 1000R ở đây. Với chương trình trả góp hiện tại được áp dụng tại siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát ấy, thì các bạn chỉ cần trả trước với số tiền từ 7 đến 8 triệu đồng là các bạn có thể có cho mình cái mẫu xe Honda Vario này rồi. Phải nói là một cái số tiền trả trước rất là ưu đãi luôn. Hiện nay thì lốp trước của xe ở mức là 90/80 các bạn nhá, còn lốp sau ở mức là 100/80. Đây các bạn có thể theo dõi. Kể ra mà cái lốp xe phía sau được to lên một chút nữa thì chắc chắn sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Hệ thống đèn xi nhan được lắp tách rời sang hai bên ở phía sau, các bạn có thể theo dõi. Phiên bản màu đỏ đây còn được chế đi các bạn nhá, chế bằng đèn xi nhan mũi tên. Đây một loạt các phiên bản bên kia cũng đã được chế độ lên bằng đèn xi nhan mũi tên, nhìn cũng rất là đẹp và hầm hố luôn. Mỗi màu sắc, mỗi cái thiết kế đều có cho mình những cái sự lựa chọn khác nhau. Các bạn nào quan tâm nhá, mình sẽ nhắc lại cái số điện thoại của bạn Hà, là nhân viên bán hàng tại siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát, là 0937 438 101 hoặc 0356 806 537 sẽ được bạn Hà tư vấn cụ thể chi tiết, kèm theo đó là những cái chương trình trả góp với lãi suất hấp dẫn để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình, tìm mua cho mình những cái mẫu xe này các bạn nhá. Rất đẹp ở đây. Rất là khá là chi tiết và cụ thể rồi. Các bạn nào quan tâm cứ tìm mua thôi. Vì mình biết ấy, hiện nay thì rất nhiều bạn, đặc biệt là khu phía Nam ấy, các bạn lựa chọn chơi mẫu xe này rất là nhiều. Mình ở phía Bắc thôi nên là rất là khó khăn trong việc để quay những cái mẫu xe này gửi đến các bạn. Ở phía Bắc thì gần như là những cái đại lý, những cái siêu thị xe máy, xe nhập khẩu ấy, rất là ít luôn. Chính vì vậy mà cái lượng khách hàng chơi cái mẫu xe này cũng rất là ít. Còn miền Nam thì anh em chơi khá là nhiều, bởi một thiết kế cũng rất là hiện đại, trẻ trung, phong cách, hợp với mọi đối tượng luôn. Với đủ các màu sắc khác nhau, được đại lý cho lên, đôn lên, rồi sơn độ lên những cái màu sắc này, chắc chắn sẽ làm cho cái mẫu xe Honda Vario càng trở nên đẹp đẽ hơn. Đã đẹp lại càng đẹp hơn các bạn nhé. Rất là ok, các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình với đầy đủ các màu sắc khác nhau. Phiên bản đỏ nhám ở đây cũng rất là đẹp này, xám nhám cũng rất là đẹp. Những màu sắc nhám thì tạo ra cảm giác nó lì lợm hơn, đẹp hơn. Còn những phiên bản bóng ấy tạo ra một cái sự sang trọng, quý phái. Nhìn nó rất là tôn dáng, cảm giác như một phiên bản thể thao phong cách mà các bạn. Đây các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết các bạn nhé. Ok mà các bạn. Đó là tổng thể những cái nội dung mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay. Còn mình sẽ nói qua một chút về phần ưu điểm cũng như khuyết điểm này. Ưu điểm của mẫu xe này thì theo như mình đánh giá ấy, một thiết kế đẹp, thể thao, giá bán là phải chăng nếu để so sánh với các mẫu xe chính hãng tại Việt Nam chúng ta. Các bạn nhé. Với một thiết kế dưới này rất là ok rồi, và hiện nay được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm bởi một thiết kế này rất là đẹp. Còn về phần nhược điểm ấy, ưu điểm thì rất là nhiều nhưng nhược điểm vẫn có các bạn nhé. Nhược điểm ở đây thì theo như mình thấy được thì mình có thể điểm qua một chút những cái nội dung để các bạn có thể theo dõi và tham khảo được chi tiết hơn. Đó là cái phần phuộc phía trước thì nó hơi lỏng lẻo một chút, nó chưa tạo ra cái sự chắc chắn các bạn nhé. Nếu như bạn nào quan tâm mà đi mẫu xe này rồi, các bạn sẽ thấy rất là rõ. Thứ hai là bình xăng vẫn đặt ở trong phía trong. Bình xăng vẫn đặt ở phía trong của xe các bạn nhé. Thứ ba nữa là cái phần để chân thì nó hơi bị cấn một chút. Nếu các bạn nào mà đi các mẫu xe của Honda Airplane này hay một mẫu xe khác hiện nay ấy, thì cái phần để chân nó rộng rãi hơn. Nếu các bạn nào mà cao to một chút đi mẫu xe này sẽ rất là bị cấn chân, vì cái đầu gối luôn luôn bị chạm vào cái phần yếm trước của xe, hai bên yếm trước của xe các bạn nhé. Đó là một số những cái nhược điểm nhỏ thôi mà mình nghĩ cái mẫu xe này cần nên khắc phục ở những phiên bản mới trong năm 2020 tiếp theo các bạn nhé, để có thể khách hàng lựa chọn nhiều hơn cho mình. Trên đây là tổng thể những cái nội dung mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa, và xin chào lại các bạn ở những video tiếp theo.